Xin chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay bên shop Nguyễn Điểm vẫn tiếp tục giới thiệu đến các chị em mình những cái mẫu bên shop của em còn hàng cho mấy chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị đặt cho nó dễ nghe mấy chị. Để nhiều khi là không có quay thường xuyên, mấy chị muốn mua hàng nhưng mà mình không biết cái mẫu nào còn mẫu nào hết á, thì hôm nay em sẽ lên cho mấy chị em mình một cái mẫu cánh én nha. Cái này là cổ bông cánh én, tay là tay nhí bình thường giùm em nghe mấy chị. Cái này là hàng này là còn đủ xay nhưng mà không có đủ bông nha. Em sẽ quay từ xay cho mấy chị em mình xem, chị em nào mà mình có nhu cầu thì mình đặt hàng giùm em nha. Đi đơn từ 5 bộ là 300k miễn ship giùm em nha mấy chị. Hàng bên em á là chất giả là thun cát misa giùm em nha. Co giãn rất là thoải mái luôn. Áo thì có bên hai bên trước và hai bên sau luôn nha mấy chị. Quần là quần có hai cái túi hai bên nè mấy chị, quần ống ôm giùm em nha. Quần là quần ống ôm hai bên có hai cái túi nè em, mà hai cái túi rất là sâu luôn cho chị em mình đựng đồ thoải mái nha. Khi mà mấy chị mua hàng bên em 5 bộ là 300k được miễn ship, và mấy chị có mua thêm những cái sản phẩm bên em thì vẫn được miễn ship luôn nha mấy chị. Bên em thì có cái món chuối chiên nè mấy chị. Chuối chiên này là chiên nhà nghe mấy chị, không có chất bảo quản gì hết nha. Tại vì cái này là chiên ăn, do ở nhà chuối có nhiều á cho nên chị em mình có nhu cầu dùng thì mấy chị cứ báo em đi chung đơn cho mình luôn. Cái này là chỉ sắt lát mỏng mà mình chiên vàng nè, ớt gừng mè với lại đường. Gừng với mè thì nó rất là thơm luôn, còn đường thì độ ngọt rất là vừa phải luôn nghe. Đặc biệt chuối này nó rất là phao và rất là giòn luôn. Gừng với mè thì rất là thơm luôn á mấy chị. Cái này mình chiên khô và nó rất là nhẹ, em có chiết ra một bịch. Bịch đó là 50k là 500g nha mấy chị, bịch nhiều lắm. Cái này ăn gần hết rồi cho nên còn ít đó. Bịch 500g á là 50k giùm em nha mấy chị. Mình mua đồ về đi chung đơn luôn vẫn được miễn ship nha mấy chị. Nó rất là phao và rất là giòn, rất là thơm luôn mấy chị. Chị em mình có mua đồ thì mua ủng hộ bên shop của em luôn nha. Rồi tiếp theo em sẽ quay cái chất kem body cho mấy chị em mình xem nè mấy chị. Cái này là chất kem sữa giùm em nha. Chị em mình có nhu cầu thì mấy chị đặt hàng chung đơn luôn vẫn được miễn ship. Giá là 180k một hộp. 180k một hộp á mấy chị nè. Chị em nào mình mua 2 hộp thì được miễn ship và tặng thêm 100g nữa nha mấy chị. Cái này là hộp 200g. Hộp 200g giá là 180k giùm em. Mấy chị em nào mà mình mua 2 hộp thì là 360k được miễn ship, được tặng thêm 100g. 100g đó là giá là 90.000, giống như hai chị em mình mua 2 hộp thì mấy chị sẽ được giảm đi 90.000, được tặng thêm 90.000 đó mấy chị nè. Chị em nào mà mình mua 2 hộp thì sẽ được tặng thêm 100g nha, tại vì hộp này 200g, 2 hộp sẽ là 400g. Nếu như chị em nào mà mình mua 2 hộp á được miễn ship và em sẽ chiết vô cái hũ này là hũ 500g nha mấy chị nè. Cùng một chất kem luôn nha, nhưng mà em sẽ chiết vô đây là cái hũ này là hũ 500g cho mấy chị, vẫn là giá 360.000 giùm em nha. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì nhanh tay nha mấy chị, tại vì số lượng có hạn nha. Chất kem này là cấp ẩm làm trắng và có một lớp chống nắng ở trên bề mặt da nha mấy chị, nó cực kỳ là thơm. Nó cực kỳ là thơm luôn nè. Sau khi mình thoa xong thì cái tay mình rất là mướt, rất là mịn luôn nha. Mình đi đám đi tiệc không cần xài nước qua luôn nha. Thơm cực kỳ. Đặc biệt nè, nó không hề lộ răng kem luôn nha mấy chị, nó thẩm thấu. Thẩm thấu ngay tức thì luôn, cái da mình rất là mịn, rất là trắng luôn nè. Và tiếp theo em sẽ quay những cái bông, những cái màu bên shop em có hàng cho mấy chị em mình xem nha. Còn đủ xay nhưng mà nó lẻ màu á mấy chị. Em sẽ quay từ bộ nha. Cái bộ em đang mặc đó là cái bộ này là màu hồng nha mấy chị, màu hồng qua văn lá giùm em nha. Cái này là xay số 1 nha mấy chị, em quay xay số 1 trước nha. Bộ đang mặc là màu hồng qua văn lá, đi đơn từ 5 bộ giùm em nha, là 300k được miễn ship nha mấy chị. Quần là quần ống ôm, hai bên có hai cái túi giùm em nha. Quần thon thả mình rất là dễ mặc luôn, chất vải thì co giãn rất là thoải mái, chị mình mặc ở nhà rất là tiện luôn, rất là mát mẻ. Cái mẫu này là mẫu bông cánh én giùm em nha. Chị em nào mà mình đặt cái mẫu này thì mấy chị nói là bông cánh én giùm em, kèm theo hoa văn nha, hoa văn và màu nha mấy chị. Rồi bộ này là bộ bi nè, nền đen bi tím giùm em nha.
5 bộ là 300k được miễn ship nha mấy chị. Cái này là size số 1 nha mấy chị ơi. Cái này là em quay hết size luôn cho nên video hơi dài nha. Mấy chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị xem cho nó hết video giùm em nha. Tại vì nó có từ size số 1 tới size số 5 luôn. Cái này là size số 1 luôn nè. Size số 1 cái này là đen bi đỏ nè nha mấy chị. Cổ là cái mẫu là mẫu bông cánh nén giùm em nha. Đi đơn từ 5 bộ là 300k được miễn ship. Chị em nào mua 2 hộp kem body màu trắng thì được tặng thêm 100g nha, được miễn ship luôn. Một hộp thì 180k, 2 hộp là 360k nha. Mình mua 2 hộp mới được miễn ship, mới được tặng kèm thêm 100g nha mấy chị. Cái này là xanh hoa văn lá, cái này là mẫu dây nơ giùm em nha, còn sót lại một bộ nè. Cái này là mẫu dây nơ nè mấy chị, cái này là xanh hoa văn lá giùm em nha. Còn sót một bộ duy nhất size số 1 tầm 45 đến 50 kg mặt dừa. Cái này là mẫu bông cánh nén hoa văn trắng đen chữ giùm em nha mấy chị nha. Này là bông cánh nén hoa văn trắng đen chữ giùm em nha. Chị em mình là mình có sử dụng Zalo gành thì mấy chị cứ chụp màn hình gửi qua bên em thì em sẽ chọn đúng hàng và đúng mẫu cho mình nha. Còn nếu như chị em nào mà mình gọi bằng mình đặt hàng qua điện thoại á thì mấy chị ghi lại giùm em. Ví dụ như là mình đặt cái mẫu nào, trước tiên thì mấy chị chọn cho em một cái mẫu trước nha. Cái mẫu nào và mình đặt bông gì thì mình ghi lại. Ghi lại rồi mấy chị cứ gọi điện rồi đọc cho em thì bên em sẽ biết được mấy chị cần đặt cái nào nha. Để mình không ghi lại cái mình quên đó mấy chị. Cái này là bông nhí màu đỏ nè mấy chị. Mẫu là mẫu bông cánh én luôn nha. Mẫu này rất là dễ mặc luôn, không có kén tuổi, phù hợp với tất cả lứa tuổi luôn. Cái này là bông đỏ nhí nè. Này là size số 1 nha, tầm 45 đến 50 kg mặt dừa. Cái hàng này là còn đủ size từ 1 tới 5 luôn á, cho nên mấy chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị coi hết video giùm em nha. Cái này là màu kem bông đỏ giùm em nha. Mẫu là cùng một mẫu hết nha mấy chị, mẫu là mẫu bông cánh én hết nha. Nè, mẫu giống em đang mặc nè. Cái bông nó sụ sụ rồi. Cái này là nền đen bông xanh giùm em nha mấy chị. Mẫu là mẫu bông cánh én giùm em nha. Cái này là nền đen bông xanh size số 1 tầm 45 đến 50 kg mặt dừa. Mấy chị em nào mình mặc size nào thì mấy chị coi mấy cái màu ở trong video giùm em nha. Tại vì mỗi size nó còn không có giống nhau á. Tiếp theo cái này là size số 2 nè. Tại vì bông còn bông hết nó không có còn đủ. Cái này là size số 2 nè mấy chị, mẫu thì cùng có một mẫu một thôi nhưng mà em chỉ quay mấy cái bông nè. Để nhiều khi mình đặt lộn cái bông này qua bên cái size này qua size kia là không có hàng. Cái này là size số 2 nè, tầm 50 đến 55 kg. Nếu như chị em nào mà mình mặc size số 2 thì mình vô mình chốt mấy cái bông này giùm em nha. Cái này là bông đỏ, đỏ bông nhí nha mấy chị. Size số 2 tầm 55 kg, 50 đến 55 kg tùy theo chiều cao. Cái này là nền đen bông xanh nha. Cái này là của size số 2 nha mấy chị ơi. Nè. Đi đơn từ 5 bộ là 300k được miễn ship giùm em nha. Cái này là nền đen bông bi đỏ. Cái này của size số 2 tầm 50 đến 55kg mặt dừa luôn giùm em nha. Rồi cái này là trắng đen nè mấy chị. Trắng đen hoa văn chữ nha. Cái này size số 2 tầm 50 đến 55kg mặt dừa. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị xem theo từng mẫu, từng size nha mấy chị. Mấy chị xem theo từng size và từng màu giùm em nha. Cái này còn ít. Nhiều chị em nào mà mình có nhu cầu sử dụng thì mình đặt hàng liền giùm em nha. Tại vì nó không có còn nhiều, nó còn ít bộ thôi à.
Nè. Cái này là nền đen bông tím giùm em nha mấy chị. Rồi size số 2 luôn nha, size số 2 tầm 50 đến 55 kg thì theo chiều cao giùm em. Rồi tiếp theo em sẽ quay sang cái size số 3 nha mấy chị. Cái size số 3 thì còn cái này là nền đen bông vi đỏ nè. Quần thì cùng một mẫu nha, quần thì quần ống ôm hết nha mấy chị. Quần là quần dài ống ôm hết nha, chất vải thì coi giãn thoải mái, bên em làm chuyên về một chất vải thun cát Misa thôi, chứ em không có làm nhiều loại nha. Cái hàng này mình mặc rất là bền và rất là thoải mái luôn, coi giãn rất là tốt luôn. Nè, cái này là size số 3 tầm 55 đến 60 kg mặc vừa giùm em. Cái đó là nền đen quần bi đỏ nha mấy chị. Rồi cái này là đỏ bông nhí nè, cái này size số 3 luôn nha. Tầm 55 đến 60 kg mặc vừa giùm em. Chị em nào mình thích cái mẫu này thì mình chốt giùm em nha. Qua mẫu là bên em không có cắt lại đâu mấy chị. Cái này là nền đen bi tím nè. Nền đen bi tím, cái này là size số 3 luôn nha mấy chị. Áo là áo có ben hết luôn nha. Size số 3 tầm 55 đến 60 kg mặc vừa. Cái này là trắng đen. Cái này là hoa văn trắng đen chữ nè. Size số 3 luôn. Size số 3 tầm 55 đến 60 kg mặc người giùm em. Rồi tiếp theo em sẽ sang size số 4 nha mấy chị. Cái này là size số 4 thì còn cái bông trắng đen nè. Trắng đen hoa văn chữ là size số 4 tầm 60 tới 65 kg mặc vừa giùm em nha mấy chị nè. Với một cái nữa là nền đen bông xanh. Cái này cũng là size số 4 luôn nha. Size số 4 còn 2 bông nha mấy chị. Mấy chị có thể thêm mua thêm những bộ khác nữa nha. Tại vì bên em còn mẫu khác nữa. Thì đi đơn từ 5 bộ giùm em 300k là được miễn ship nha mấy chị nè. Cái này là size số 4 nền đen bông xanh giùm em. Rồi tiếp theo em sẽ quay sang số 5 nha mấy chị. Tại vì số 4 còn chỉ có 2 bông thôi. Tiếp theo thì sẽ là bộ số 5. Số 5 cái này còn nền đen bông xanh nữa nè. Nè. Này size số 5 nè, số 5 tầm 70 kg mặc vừa nha mấy chị nè. Size 8 70 kg thì mình mặc số 5 vừa. Cái này là bộ hồng lá giùm em nha. Cổ mẫu là mẫu bông cánh én nha mấy chị. Hoa văn là hồng lá giùm em. Thường là bên em sẽ chọn những cái màu nhu để phù hợp với mọi lứa tuổi. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị có thể chọn tông sáng hoặc là tông tối giùm em. Đi đơn từ 5 bộ. 5 bộ là 300k được miễn ship nè. Cái này size số 5 luôn giùm em nha chị. Bâu là bâu cánh én giùm em nha. Size số 5 tầm 68-70kg mặc vừa. Tại vì mỗi size nó không có còn đều bông với nhau cho nên em phải quay rời ra nè. Cái này là nền đỏ, nền đen bông đỏ giùm em nha. Cái này size số 5 luôn nha mấy chị. Cái này là xanh ngọc nhí nè mấy chị. Xanh ngọc nhí, cái này size số 5 luôn giùm em nha. Bông nhí rất là dễ thương luôn á mấy chị, dễ mặc. Cái mẫu là mẫu cổ cánh én giống em đang mặc nha. Tay là có tay bình thường chút nè. Rồi size số 5 còn thêm mấy bông nữa mấy chị. Rồi cái này là màu đỏ bông nhí giùm em nha. Này là size số 5 luôn nha mấy chị. Tầm 68-70kg mặc vừa giùm em. Áo là áo có ben nha mấy chị. Ví dụ như về chị em nào mà mình có bụng thì mình mở ben ra. Còn mở 4 cái ben được nữa. Mình mặc rất là thoải mái luôn mấy chị. Cái này là nền đen bi tím nè. Nền này nè là nền đen bi tím giùm em nha. Mẫu là một mẫu bao cánh én giùm em nha mấy chị. Bên em thường thì qua mẫu rồi em ít có cắt lại lắm. Nhiều khách yêu cầu thì lâu lâu mới cắt mẫu lại. Chứ còn qua mẫu rồi không có hàng nữa nha. Cho nên chị em mình có nhu cầu dùng sử dụng thì mấy chị bấm đăng ký kênh và bật vào cái chuông thông báo
để mà mình xem những cái mẫu nào, những cái hoa văn nào mình thích thì mình chốt liền giùm em. Rồi, cái bộ này là bộ bông nhí giùm em nha. Bộ bông nhí nha mấy chị. Bông nhí này số 1 nha mấy chị ơi. Rồi chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị cứ bấm đăng ký kênh và bật vào cái chuông thông báo nha, để nhận được video, để nhận được thông báo mỗi khi bên shop của em đăng video để mình mua hàng, tránh tình trạng hết hàng giùm em nha mấy chị. Rồi video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.